dưới đây là một câu chuyện tâm linh liên quan đến phong thủy mang bài học về sự cân nhắc khi thay đổi các yếu tố trong nhà câu chuyện chiếc đèn lồng trước nhà tại một làng quê yên bình có một gia đình sống trong một ngôi nhà cổ kính với chiếc đèn lồng bằng gỗ treo ngay trước cửa chính chiếc đèn lồng đã ở đó nhiều năm gắn liền với hình ảnh ngôi nhà và mang đến cảm giác ấm áp cho những người qua lại theo lời người bà trong gia đình chiếc đèn lồng được treo ở vị trí này là để xua đuổi tà khí và thu hút vận may vào nhà tuy nhiên thế hệ sau không mấy quan tâm đến phong thủy và xem đây chỉ là một chiếc đèn trang trí đã cũ. Khi người con trai trong gia đình lên kế hoạch sửa sang lại ngôi nhà, anh quyết định gỡ chiếc đèn lồng xuống và thay bằng một chiếc đèn hiện đại để phù hợp với diện mạo mới. Dù có chút lấn cấn, nhưng anh vẫn tự tin với quyết định của mình. Sau khi thay chiếc đèn lồng, mọi thứ dường như bình thường, cho đến khi cả gia đình bắt đầu cảm thấy bất an. Người mẹ thường gặp ác mộng, trong khi người cha thì mất ngủ liên tục căn nhà dần trở nên lạnh lẽo và có cảm giác âm u đặc biệt là vào buổi tối trong nhà còn nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm như thể có ai đó đang di chuyển trong bóng tối nhận thấy điều bất thường người còn quyết định mời một thầy phong thủy đến để kiểm tra thầy phong thủy ngay lập tức nhận ra sự thay đổi và giải thích rằng chiếc đèn lồng gỗ cổ xưa không chỉ là vật trang trí mà còn là một vật phẩm phong thủy có ý nghĩa bảo vệ và mang lại sinh khí cho ngôi nhà việc gỡ bỏ đèn lồng đã làm mất đi năng lượng bảo vệ khiến tà khí xâm nhập gây ra bất ổn cho gia đình thầy khuyên họ nên treo lại chiếc đèn lồng cũ để khôi phục sự cân bằng và đẩy lùi tà khí gia đình nghe theo lời khuyên treo lại chiếc đèn lồng trước cửa chính từ đó những giấc mơ xấu biến mất không khí trong nhà dần trở lại bình thường và sự ấm áp xưa cũ cũng quay lại với ngôi nhà bài học từ câu chuyện câu chuyện này là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng khi thay đổi những yếu tố phong thủy trong ngôi nhà đặc biệt là các vật phẩm bảo vệ đôi khi những vật dụng tưởng như nhỏ bé lại có ý nghĩa lớn về phong thủy mang lại bình an và sự bảo hộ việc tôn trọng các yếu tố phong thủy truyền thống có thể giúp gia đình duy trì sự hòa hợp và cân bằng năng lượng trong ngôi nhà của mình